Như những ngày đầu khi đặt chân đến ngôi trường mơ ước Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, chúng em đã vô cùng bỡ ngỡ và lo lắng, không biết rằng sắp tới đây là những thử thách gì, rồi ai sẽ dẫn dắt chúng em chạm đến tương lai. Cho đến khi cô xuất hiện như một tia nắng soi sáng chúng em, cô là cô Giang Vĩ. Cô tận tình chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong từng bài học hóa khó nhằn và tràn đầy công thức. Trong từng hoạt động phong trào, cô luôn đứng phía sau chỉ dẫn, dõi theo từng thành viên trong lớp, tâm sự, chia sẻ khó khăn với các bạn để không ai tụt lại phía sau. Nhờ vậy, chúng em đã gắn kết tạo thành một tập thể 10A3 đoàn kết và năng động. Bên cạnh sự dìu dắt của cô chủ nhiệm, chúng em cũng rất biết ơn những thầy cô bộ môn và cán bộ nhân viên nhà trường đã luôn hỗ trợ trong thời gian qua. Chúng em xin viết tặng thầy cô một bài thơ: Cô thầy như gia đình thứ hai, đứng chờ đón ta cả ngày dài, ân cần chỉ dạy ta thành tài, bên cạnh và cho cả tương lai. Vụ xuống bay đầy khi viết bản, tuổi đời mai một theo thời gian, nhớ ơn công đức qua từng ngày, hiếm có người dạy cả thế gian. Em cảm ơn thầy, các thầy cô đã giảng dạy em từ trong suốt khoảng thời gian qua. Em xin chúc thầy cô có nhiều sức khỏe để có thể giảng dạy. Nhân dịp ngày 20/11, em muốn gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô một ngày lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc với học trò cũng.